Hi, mình anh K-pop, chào cả mọi người đang có mặt trên kênh của mình nha. Ok, thì series hôm nay mình sẽ lại sẽ tiếp tục là một video hướng dẫn cho anh em cách vào game Fight Together khi đang bảo trì nha anh em. Đó, thì mình hôm nay sẽ ra phần 2 nha. Thì video trước ý mình có hướng dẫn cho mọi người rồi, nhưng mà có nhiều bạn đã vào được game thành công, nhưng cũng có một số bạn là chưa vào được anh em. Nên là video này anh em nhớ xem thật kỹ nha. Thì hiện tại đang là 14:23 nha anh em. Khi chơi game này theo mình thì mọi người nên sử dụng cách của mình và căn thời gian cho mình nhá. Mọi người không cần quan tâm số giờ thời gian giờ nha anh em, chỉ cần quan tâm cho mình số phút ấy, là phút thứ 25, phút thứ 28 và 40, 41 nha anh em. Hiện tại là 23 rồi, 14:23 nhá. Tí nữa 25 mình thử thoát game vào lại để xem có được không nha anh em. Nếu mà số 25 mà không vào được ấy thì anh em thử cho mình số 28 nhá. Nếu 28 không làm được thì lại thử cho mình số 40 và 41 nha anh em. Trong bốn số đó chắc chắn một số anh em sẽ vào được. Mình đã thử nhiều lần rồi anh em ạ. Vì do con số 25 một mình trong số 25 thì không thể nào cân hết được anh em ạ. Tại vì nhiều người vào quá, từ cái video trước của mình ấy, nhiều người biết được con số 25 vào được ấy, nên là vào người nên giờ con số 25 nó cũng bị nghẹn rồi. Thỉnh thoảng thì nó sẽ vào được, còn có lúc thì nó không sẽ vào, không vào được anh em. Thì con số mình muốn nói là và có thể vào được, và chắc chắn bốn số này anh em cứ thử đi thử lại sẽ vào được anh em. Đó là con số 25 này, 28 này, 40 và 41 anh em. Đó. Đó là những con số em cần quan tâm nha. Rồi dư là hiện tại là 14:24 nha anh em. Tí nữa 14:25 mình sẽ thử áo ra hết cái đo này và vô lần tao lại nha. Mình chỉ cần đợi thêm vài giấy anh em ạ. 14:25 mình sẽ áo ra và hết lại vào lại đấy nha anh em. Đấy. Anh em cứ thử làm cách mình là sẽ áo tú được nhé. Chứ mình chỉ sợ là anh em dùng mấy cái app cả kênh YouTube khác bay, sợ là nó bị rút anh em. Rồi cái mình sẽ áo ra vào lại nha. Hết màn hình đi nha mọi người. Hết cái ấy mới đi này. Vào lại này. Đó, vào lại game cho mình nha. Chơi một xíu nó được anh em ạ. Nếu 25 không được thì mọi người thử cho mình số 28 nhá. Cứ đợi một chữ cho được mọi người. Xem thật kỹ video của mình nha mọi người. Hình như là vào được anh em ạ. Oh my gosh, vào được mọi người ạ. Thì hôm trước ấy mình có làm video về số 25. Vào được, lần này số 25 cũng vào được anh em ạ. Wow, không lẽ túi có duyên số 25 anh em. What the fuck. Wow, lần này mình lại tiếp tục vào được nha mọi người. Ui trời ơi, không shit mọi người ạ. Oh, không phải mình lừa mọi người đâu nha. Nhưng mà video trước ấy mình có làm về con số 25 ấy mọi người cũng vào được mọi người ạ. Giờ 25 cũng vào được này anh em. Oh no, chắc là tôi có duyên với 25 anh em ạ. Thì nếu mà thì đây là tôi vào được anh em. Còn nếu mà bạn nào không vào được ấy thì mọi người cứ thử cho mình lần lượt các số như thế này nhá. Số 25 này, số 28 này, 40 và 41 anh em. Đó, em không cần phải bận tâm số giờ nó trượt đâu nha anh em. Chỉ cần khoan chú ý cho mình cái số phút ấy. Số phút hiện tại ví dụ như này này. 14:25 này, 14:28 mọi người. Mọi người chỉ cần chú ý cho mình đến số 25 và 28 và 40, 41 ấy. Người có nghĩa là kim phút của đồng hồ mình chỉ đến số mấy là em cần quan tâm đấy nhá. Kim phút đồng hồ mình chỉ đến số 25 này, 28 và 40, 41 ấy là em chú ý cho tôi nhá. Nếu mà em không cần phải cầm máy lên kiểm tra liên tục là đến số giờ đâu. Các bạn chỉ cần báo thức đồng hồ mọi người. Các bạn bật chuông báo thức ấy. Nói, có thể vào game lúc đó mọi người. Bật chuông báo thức nhắc mình này. Thông thức khi nào đến 25 thì chơi, vào chơi. Không vào được thì mọi người có thể đợi thêm một chút nữa. Lát 28 thử vào lại này. Nếu 28 không được nữa thì cứ đợi thêm một vài phút nữa. Thứ 40 vào. Đó, 40 không vào được thì phải 41. 4 số ấy chắc chắn sẽ vào được anh em. Tôi không nghĩ là video hôm nay tôi làm số 25 lại vào được đấy anh em ạ. Lại cứ tiếp tục có duyên với số 25 nha anh em. Oh my shit. Tôi không hiểu được luôn anh em ạ. Thì trước khi tôi làm video ấy, tôi có thử lại rất nhiều lần rồi. Thì số 25 nhiều lúc tôi cũng không vào được anh em ạ. Tôi đã thử số 28 thì nhiều lúc vào được nha.
Nhiều lúc 28 cũng không vào được thì tôi lại vào số 40, 41 nhá. Ui trời, khó hiểu lắm em ạ. Nhưng mà em cứ thử cho mình 4 số đó nhá, đảm bảo auto vào được em ạ. Hôm nay tôi làm video lại cứ số 25 vào được. Oh my gosh. Ok, anh em cứ thử cho mình số 25, 28, 40 và 41 nhá. Đó thì mình có thấy nhiều YouTuber ấy có hướng dẫn cho mọi người cách vào game bằng cái bằng cách tải app gì đó mọi người. Nhưng mà theo mình thì không nên tải app nha anh em. Vì game này là do nhiều người truy cập quá nên nó bị nghẹn thôi, chứ không phải là gì cả. Cho nên là tải app nhiều khi là không biết được nên là dẫn virus vào máy đấy anh em ạ. Nên là em cứ kiên nhẫn làm cách này cho mình nha. Cách này cũng bình thường mọi người. Chỉ cần đặt chuông báo thức cũng được này. Hoặc là mọi người đang thích chơi thì căn một chút thời gian thôi. Đó, thời gian nó suy sát nhau anh em. Con số phút 25, 28 và 40, 41 thôi anh em ạ. Đơn giản lắm. Video hôm nay mình làm là tiếp tục 25 anh em ạ. Chúc các bạn thành công nhé. Thôi chắc video mình hướng dẫn mọi người cách vào game Play Together khi đang bảo trì nên là kết thúc nhé mọi người. Thì mình thấy mình làm đi làm lại rất nhiều lần thành công với cách này rồi anh em ạ. Với con số 25 thì cũng không dám khẳng định là chắc nó sẽ vào được đâu em. Nhưng mà em cứ thử cho mình 4 số nhá, 25, 28, 40 và 41 đi em. Đấy, anh cứ thử cho mình, đảm bảo auto vào được. Không vào được, anh em không vào được số 25 thì chắc chắn em sẽ vào được số 28 hoặc 40, 41 nhá. Cứ thử cho mình, nếu làm thành công em hãy comment ở dưới cho mình biết nha anh em, để mình có động lực làm video tiếp theo nha. Còn nếu không thành công hoặc chưa thành công nhá thì em có thể comment ở dưới để mình biết, để video sau mình có thể hướng dẫn lại cho anh em nhá. Mình khẳng định chắc chắn auto 100% là anh em vào được. Em yên tâm nhá. Cứ thử đi, không sao đấy mọi người ạ. Đó. Cứ thử đi. Chứ không lẽ một ngày mọi người cứ vào thời gian bất kỳ thì không vào được đâu anh em ạ. Phải căn thời gian xác định nhá. Hôm nay mình vào 25 là tiếp tục được số 25 tiếp này. Mình không ngờ luôn anh em ạ. Đấy, hãy cố gắng kiên trì nha anh em, kiên nhẫn nha. Thôi chắc video mình sẽ dừng ở đây nha anh em. Nếu làm được thì hãy like, subscribe kênh và chia sẻ ủng hộ mình nha. Đấy, anh em nhớ là tải app cũng vậy thôi anh em ạ. Tải app thì không thể nào mà nó vào 100% mà nó vào ngày nào nó cũng vào được, lần nào nó cũng vào được đâu anh em. Chỉ có 1-2 lần đầu là nó sẽ vào được thôi. Nên là anh em cứ áp dụng cách tôi là auto vào được 100% anh em ạ. Nhớ con số này nhá. Em nhớ con 4 con số này nha anh em. 25 này, 28 này, 40 và 41 nha anh em. Ok, thì video tôi sẽ dừng ở đây nha anh em. Dừng thật đấy này. Ok, bye bye. Bye bye. Ok, bye bye. Bye bye.